năm con giáp vận đỏ như son, được thần tài ưu ái trong tháng 2 âm lịch, kinh doanh thuận lợi, sự nghiệp lên hương. Kết thúc tháng riêng là thời của năm con giáp này, vận may tới tay, tỷ sự thuận lợi. Bước sang tháng 2 âm lịch, dường như mọi người vẫn còn bị cuốn vào những bận rộn sau ngày rằm tháng riêng. Thời điểm này, vạn vật đua nhau phát triển, những cơn mưa xuân cũng dần xuất hiện để nuôi dưỡng đất đai. Mùa màng và năm con giáp dưới đây dường như cũng được tiết tháng 2 ưu ái nuôi dưỡng nhiều hơn, có thể thuận lợi làm giàu hơn nhờ may mắn. Tuổi Sửu, về sự nghiệp, công việc trong tay có thể hoàn thành theo đúng tiến độ một cách khá dễ dàng. Trong nửa cuối tháng 2 âm lịch, số dự án và công việc của người tuổi Sửu sẽ nhiều dần lên, áp lực cũng tăng lên, nhưng nhờ có quý nhân khác giới hỗ trợ nên công việc vẫn vô cùng trôi chảy, thuận lợi. Những khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận thực tế trong tháng này, thu nhập tăng đáng kể trong tài khoản nhất định sẽ khiến bạn hài lòng. Tuy nhiên, đừng tiêu dùng quá lãng phí, hãy tiết kiệm một ít tiền cho khoản đầu tư tiếp theo. Tuổi Mão, đường sự nghiệp khá ổn định. Mặc dù gặp trở ngại về mặt thời gian, nhưng nhờ sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nên kết quả làm việc của các bạn tuổi mão tháng 2 âm lịch này gần như hoàn hảo. Nếu tiềm thức có thể thúc giục bản thân tăng tiến độ thì hiệu quả công việc của bạn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Bù lại, vận tài lộc của những chú mèo khoảng thời gian này rất rực rỡ. Không những thu được khoản tiền không ngờ đến, bạn còn có thể thử đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Khoản đầu tư này sẽ không khiến bạn thất vọng nhưng hãy chú ý tìm hiểu điều kiện thị trường, kiểm soát chi phí, không nên đặt chân vào những lĩnh vực xa lạ. Tuổi ngọ, tháng 2 âm lịch này, các bạn tuổi ngọ giải quyết công việc nhanh chóng, không trì trệ, đem lại hiệu suất làm việc khá cao. Tuy nhiên, khi đối phó với đồng nghiệp và đối thủ, ngựa nhỏ cũng rất kiên quyết, không cho họ có cơ hội tổn hại đến quyền lợi của các bạn. Tháng này đường tài lộc tuy trông có vẻ bình phàm, nhưng bên trong thật chất đang ẩn chứa rất nhiều cơ hội làm giàu. Khi đứng trước mục tiêu mà bạn đã tâm đắc từ lâu, hãy mạnh dạn đầu tư khi thời cơ thích hợp, nếu cứ sợ bóng sợ gió e rằng sẽ vụt mất một cơ hội tốt. Tuổi mùi Tháng 2 âm lịch này là lúc các bạn cầm tinh con dê phơi phới nhất. Nguồn năng lượng tràn đầy và lòng tự tin mãnh liệt giúp hiệu suất công việc của các bạn tăng lên gấp bội. Nhờ vậy mà những chú dê thu hút được không ít quý nhân ở môi trường làm việc, cơ hội được trọng dụng rất cao. Đây còn là thời điểm may mắn cực thịnh của tuổi mùi, thu nhập từ công việc kinh doanh tăng lên không ít tất cả là nhờ vào những nỗ lực không ngừng hàng ngày của bạn tuổi dậu những tuần gần đây tuổi dậu đôi khi phải giải quyết một số công việc mà chính các bạn còn không có nhiều kinh nghiệm điều này chắc chắn sẽ khiến bạn hơi lo lắng nhưng bạn không cần suy nghĩ mọi việc quá phức tạp chỉ cần giữ tâm thái bình ổn là có thể xử lý ổn thỏa việc được giao tỷ suất sinh lời của các dự án đầu tư dài hạn của người tuổi dậu sẽ tăng lên đáng kể vì vậy các bạn nên chú ý bán ra đúng thời điểm các bạn kinh doanh có thể tìm thấy cơ hội kinh doanh mới chỉ cần hành động quyết đoán và dứt khoát bạn sẽ có cơ hội thu về quả ngọt